Nếu như thế giới này mà có cơ hội thành tựu đạo nghiệp thì bạn không được buông bỏ. Vì sao vậy? Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng, tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà bằng với tu hành 100 năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tu hành chân thật thành tựu ở thế giới Ta Bà nhanh chóng hơn. Tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là chậm. Hoàn cảnh tu hành ở nơi đó tốt, không có chướng ngại gì, tiến bộ rất chậm. Thế giới Ta Bà này, nơi này gọi là lên nhanh xuống nhanh. Nếu bạn đi lên thoáng chốc liền lên rất cao, nếu bạn bị đào thải cũng sẽ đào thải rất nhanh. Nơi này gọi là lên nhanh mà xuống cũng nhanh. Làm sao bạn có thể giữ được lên nhanh mà không xuống được? Cho nên bạn biết Tây Phương Tịnh Độ có bốn cõi ba bậc chính phẩm. Vì sao chúng ta không chọn lấy cảnh giới tối cao đó chứ? Vì sao không lập chí cầu đến cõi thực báo trang nghiêm thượng thượng phẩm giảng sanh? Ở thế gian này của chúng ta, một đời có thể tu thành đến thế giới Cực Lạc thì phải rất nhiều kiếp, không phải là thời gian ngắn. Phải hiểu cái đạo lý này. Phật đều giảng rõ ràng cho bạn. Nếu không giảng rõ ràng cho bạn thì bạn đến thế giới Cực Lạc, bạn sẽ trách A Di Đà Phật. Thế giới Ta Bà có cơ hội tốt như vậy, vì sao Ngài gọi con đến đây để cho con lãng phí thời gian dài đến như vậy? Phật toàn bộ đều đã nói rõ ràng rồi, cho chính bạn lựa chọn mà thôi. Chẳng qua thế giới Cực Lạc là ổn định, ở đó chỉ có tiến về phía trước, không có thối lui, nhưng tiến bộ rất chậm. Tình hình sự thật như vậy đều phải biết. Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, đặc biệt là phẩm tịnh hạnh hiện là đang giảng. Như mới giảng qua, trong phẩm tịnh hạnh, vì sao cảnh giới thuận nghịch đến trước mặt Bồ Tát, chính là trước mặt người tu hành thì toàn bộ là bình đẳng vậy? Đó chính là tâm có thể chuyển cảnh. Đây là trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai. Điều này rất quan trọng. Cho nên người biết tu hành thì phải giống 53 thăm sau cùng của kinh Hoa Nghiêm. Đây là thiên tài thể hiện cho chúng ta. Chúng ta phải biết học tập. Các ngài ở trong thuận cảnh thiện duyên tu điều gì, không sanh tham luyến. Đây là biết tu hành. Trong nghịch cảnh, trong ác duyên, không khởi sân hận. Tham sân si của bạn đoạn từ đâu? Phải ở trong cảnh giới mà đoạn. Đó là chân thật đoạn. Cảnh giới không hiện tiền, bạn đi tìm thâm sơn cùng cốc để ẩn, để tu hành, không tiếp xúc ở bên ngoài. Tu suốt 30 năm, tâm địa rất là thanh tịnh, cảm thấy không tệ lắm, lại đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền đoạn mất rồi. Vì sao vậy? Không trải qua khảo nghiệm. Bạn vào ở trong thâm sơn cùng cốc, đó là trốn tránh. Trốn tránh thì không được, bạn phải dũng cảm đối diện với hiện thực. Ở trong cảnh giới hiện thực mà đoạn tham sân si mạng, đây là đoạn phiền não. Đối với hết thảy người có địa vị thấp kém, bần tiện thì không sanh ngạo mạn. Những người đó đến trước mặt ta phải không sanh ngạo mạn. Bất luận cảnh giới gì, nhất định phải đối trị phiền não tập khí của bạn. Vấn đề là bạn có thể nhận biết hay không, bạn có thể nhận được lợi ích hay không. Điều này rất quan trọng. Người thông thường tập khí rất nặng, thuận cảnh thì họ khởi tâm tham, sanh phiền não rồi. Ác duyên thì họ sanh sân hận. Gặp người có địa vị cao thì chính họ cảm thấy mình rất là hèn kém. Chúng ta nói cảm giác tự ti của họ khởi lên rồi, cảm thấy không bằng người. Gặp người thấp kém hơn họ thì họ ngạo mạn. Đây gọi là tạo nghiệp rồi. Phật dạy chúng ta ở trong hết thảy cảnh giới phải tu tâm bình đẳng, tu nhất tâm bất loạn. Là nhất tâm bất loạn mà trên kinh Di Đà nói,
đó là tiêu chuẩn tu hành của tịnh tông. Bất luận là tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, hết thảy đều là một mục tiêu, là nhất tâm bất loạn. Nhị tâm thì loạn rồi, nhị tâm khởi tâm động niệm thì loạn rồi. Nhất tâm là tâm thanh tịnh, tam tâm nhị ý thì ô nhiễm rồi. Chúng ta ở trong cảnh giới phải biết dùng công, dùng công phu gì, dùng phương pháp thế nào, nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Cho nên người trẻ tuổi phải nên phát đại tâm, phải chân thật học Phật thật tốt. Học Phật thì bất luận là thân phận gì, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, hết thảy đều là Bồ Tát, đều có thể hành Bồ Tát đạo. Không nhất định phải xuất gia. Trong 53 lần tham học, có rất nhiều Bồ Tát thị hiện đều là tướng tại gia, thậm chí còn không học Phật. Còn có người học ngoại đạo, đó toàn là Bồ Tát, đều làm ra một tấm gương cho chúng ta xem, nói với chúng ta phải nên tu học Pháp Đại Thừa như thế nào. Thế thì tôi nghĩ chúng ta thân phận là gì chứ? Hiện nay sống ở trong hoàn cảnh thế nào? Bạn cũng có thể tìm người tương tự như bạn, bạn học như họ, thì bạn sẽ biết cách học như thế nào rồi. 53 vị thì tri thức, có đủ nam nữ già trẻ, công việc các ngành các nghề. Bạn xem ngành nghề đó, biểu hiện của họ trong ngành nghề đó chính là cách học như thế nào.